Vô mã số 1 thì mã số 1 lên mọi người là một bịch lưỡi Yamakasu. Đó. Thì đây là một bịch lưỡi Yamakasu, nó tấm thẳng nha mọi người. Tấm thẳng về chụp cho người xem luôn. Tấm thẳng về chụp cho người luôn. Đó. Đây, Yamakasu. Lưỡi này là lưỡi số 1, lưỡi lưỡi số 2 và chụp số 1 nha. Thẻ là thẻ số 1 nha. Đây, nó sẽ tấm thẳng như thế này. Đó. Thì cái này tí để vô ly tập đo cho người xem. Thì một bịch này thì nó có 7 thẻo nha mọi người, 7 thẻo. Đó. Rồi giá một bịch này sẽ là 25k nha mọi người, 25k một bịch này. Và có hai loại nha, một là xoay số 2 và xoay số 3. Đây. Nên lượng lượng số 3 và dây của nó là dây 1.5 nha mọi người. Đó. Lưỡi Yamakasu. Mấy cái này thì bên kia họ chuyên về câu cá hanh nè, cá hanh cá cháp nè, đó. Rồi. Một bịch là 25k nha người, mà 125, mà số 2 cũng 25. Lưỡi đây. Đó. Lưỡi này lưỡi số 2 Yamakasu và chụp này chụp số 1 nha. Chụp này là chụp carbon. Đó. Đây. Đây lưỡi số 3 và dây thẻo này là dây thẻo 1.5 nha người. Đó. Đây, để cho nó ly tập cho người xem. Đó là một ô ly nhé. Yamakasu. Cho anh em về câu cá cháp. Đó. Hàng từ Nhật về nhé. Form là của Main Spain. Ừ. Tiếp theo số 3. Số 3 là cái loại trâu chặn nè. Đó. Cho anh em câu dạng câu chữ T, câu màu lửng á. Nó thế này. Đây. Đó. Dạng câu màu lửng câu chữ T á. Một bịch này sẽ là 20k nhé. Bịch này nữa nè. Đây, bịch này thì bự hơn một tí. 25k. Thì có bịch này sẽ là giá cao hơn một tí, giá là 40k. Đây. Châu chặn này thì nó có cái đầu ra thế này. Đó. Đây, để như vậy thì anh em dễ biết. Đầu bên đây thì anh em sẽ móc lưỡi nha. Dưới đây là trục chì nó xuống. Đó. Đây, bịch này sẽ là 30k. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 lên cho mọi người là vài cái lưỡi lông nha mọi người. Đây, lưỡi lông họ tấm họ làm sẵn nha. Đó. Đây. Lưỡi lông nhé. Đây, nó đây. Có một bịch 2 3 4 5. Đó, một bịch vẫn là 20k, 25k nha mọi người. 25k một bịch này. Đây. Cái lưỡi này thì rất là xịn nha, rất là bén luôn. Đây, họ bán sẽ là 504 yên, nó ra tầm khoảng gần 100.000 Việt Nam đó. Đây, về Việt Nam bán 25k một bịch. Đó. Đây. Lưỡi đây. Rồi, giá 25k một bịch nhé. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 sẽ là mấy cái gương nè, đó, thu hút miếng cá nè. Đây. Nhật họ làm thế này. Đó. Đây thì có mấy con cá. Đó. Cái này có bên đây cũng vậy luôn. Thì một bịch này sẽ là 20k như này, 20k một bịch này. Mã số 5 20k. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 là dài dài túi, dài lịch lưỡi câu cá ngăn nè. Con cá này nè mọi người. Đó, dạng cho anh em đi biển nè. Loại này thì lưỡi nó sẽ là lưỡi nó lồng vô lưỡi nha mọi người. Đây, thế này. Đó, một cái lưỡi nhỏ trong một cái lưỡi nhỏ nữa. Đây. Và cái này là cục chì. Anh em kéo chì ra thì anh em sẽ rút mò thế này. Đó. Các bạn ní luôn. Rồi, một bịch này sẽ là 30k nha mọi người, 30k. Thì shop sẽ có một bịch nè. 2 bịch, 3 bịch, 4 bịch, đây sẽ lượng nhỏ một tí, 5 bịch, 6 bịch, 6 bịch nha mọi người. Đó. Tiếp theo qua đây, sẽ là lưỡi câu cá bò. Đây, lưỡi trục này họ tấm sẵn nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lưỡi nha mọi người. Rồi, một bịch này sẽ là 25k và nó có màn ấy luôn nè. Đó.
rất là xịn nha. Bịch này sẽ là 25k. Mã số 7 theo bên đây là bên mã số 8. Thì mã số 8 vẫn là một bịch lữ dạng công miếng cá này nè mọi người. Đó. Vẫn dạng theo kiểu giúp mồi nè, giúp trùng. Thì cái này có chì luôn nhé. Thì cái lữ này nó chỉ có một lữ thôi, chứ nó không có giống mã số 6. Mã số 6 này sẽ có hai lữ lồng vô đây. Đó. Rồi, mã số 8 giả công khai, giả 25k ngày, 25k một bịch nhé. Được cái hai bịch thôi. Mã số số 9. Mã số 9 này thì nó sẽ có hai lưỡng nha mọi người. Đây hai lưỡng nó tóm sẵn luôn nè. Đó. Đây. Rồi, giá vẫn vậy thôi nha mọi người. Giá là 30k nhé, 30k một bịch này. Đây. Cách thọ câu nè. Đó. Có cục chì cho mọi người nhé. Rồi, giá là 30k một bịch nhé, mã số 9. Tiếp theo mã số 10. Thì mã số 10 sẽ là vài cái bịch chặn này nè. Đó, bịch chặn này cho anh em nào tấm mà cáp, dạng tấm cáp cho anh em câu mấy con cá gần bén á, cá nhồng gì đó. Đây. Anh em tấm cáp nó bấm lại như thế này. Đó. Đây, như thế này đây. Thì túi này thì sẽ được là 40 45 cái gì đó. Đây. Đổ thép nha mọi người. Đó. Cho anh em bấm bấm cáp lại. Rồi, một bịch này giả 30k người, 30k. Một bịch, hai bịch, ba bịch. Thì nó có 3 xây nè. Đó. Thì nhỏ tới lớn nhá. Đây, anh em cần thì anh em chụp lại đánh dấu mình nha. Rồi, giả 35k. Tiếp theo qua đây. Ở đây vẫn là vài bịch lưỡi câu cá ngang. Đây là lưỡi Misaki. Misaki. Lưỡng nó sẽ là dẹp dẹp thế này đây. Đó, nhìn rất là bén em ơi. Đó, rất là bén. Họ vẫn câu dạng con mồi vuốt thế này. Đó. Có mang đến cho mọi người luôn. Thì một bịch này shop sẽ bán là 20k người, 20k một bịch này. Lưỡng nó cũng tương đối nhỏ. Đó. Anh em cần thì về lấy lời câu cá giết. Đó. Thì có xe số 2 nè, một bịch, hai bịch, ba bịch. Đây quẹt lưỡi nó tương đối nhỏ nha. 4 5 6 7 8. Bên đây thì bự hơn một tí, lưỡi này thì bự hơn một tí, lưỡi này sẽ số 5. Đó. Đây thì bự hơn một tí, đây là xây số 6 nha mọi người. Đó. Rồi, giá là 20k một bịch này nha mọi người, 20k một bịch này. Tiếp theo mã số 12, mã số 12 sẽ là nguyên bộ bộ luôn. Lưỡi long, phao, cái muỗng, cái cục xả mồi. Đó, nguyên bộ nó gáp ra thế này nè. Đó. Thì bộ này để xem. Nguyên bộ này, đó, từ Nhật về nha mọi người. Rồi, giá công khai bộ này sẽ là 50k nha mọi người, 50k bộ này, có phao, có chì, có chì, có xả mồi, có lưỡi long luôn nhé. Rồi, giá mã số 12, giá 50k. Mã số 13 vẫn vậy. Đây, một bộ lữ chì, phao, cục xả mồi. Đó. Lưỡi long. Rồi, giá vẫn vậy mọi người. Giá là 50k, mã số 13. Tiếp theo mã số 14. 14 là quay bịch thẻ mà dạng bên Nhật là câu cá nhông nè. Đây. Đó. Có màn lý luôn mọi người, màn lý phá cho mọi người luôn. Đây, cái phá số 8 nè. Đó, màn lý trên đây. Cái màn lý này màn lý xịn nha. Thẻo này thẻo carbon nha mọi người. Đó, lưỡi này cũng rất là xịn luôn. Đó. Thì giá công khai một bịch này sẽ là 30k mọi người, được hai bịch thôi. Mã số 14, 30k một bịch. Tiếp theo lên đây. Lên đây là dài bịch dạng săn hàng. Đó. Mã số 15. Mã số 15 là mấy con mực này, chuyên về câu cá nhồng nè. Đó, nó đây. Và chụp khẻo này họ tóm là cáp nha mọi người. Cái này là cáp nha. Đây, dây cáp. Đó. Số 8. Mà ní là mà ní xịn luôn nha mọi người. Đây, mà ní. Đó. Đây. Mà ní nữa đây mọi người. Đó.
Anh ý này thì nhỏ thì anh em về thay anh ý khác cũng được nhé. Đây, một bực này. Đặc biệt là cái được cái dây cáp này, họ tóm bằng dây cáp và con mực giả và lưỡi câu nhé. Rồi, giá một bịch này sẽ là 50k nha, 50k một bịch. Mã số 15. Tiếp theo mã số 16, vẫn vậy. Đó. Hai thẻo, mà lấy bự. Đó. Vậy lưỡi cũng bự luôn nhé. Rồi, giá cũng vậy mọi người, giá là 50k một bịch nhé. Mã số 16. Tiếp theo mã số 17. 17 là cáp dạng chiên câu cá nhông. Đó. Câu mấy cá săn mồi chân bén nè. Cái nguyên trục này là nguyên trục cáp hết trơn nha mọi người. Đó. Hai thẻo và toàn là trục cáp thôi. Đó. Rồi, giá công khai này vẫn là 50k nè, 50k. Mã số 17. Mã 18. Mã 18 vẫn vậy. Đó. Hai chục cáp này, hay là cáp biển nha mọi người. Rồi giá vẫn là 50k nha mọi người. Đó. Nó bán tại Nhật là 1.061 yên, ra tầm khoảng gần 200.000 Việt Nam nhé. Về bên đây bán 50k một bịch. Đó. Mã số 19 thì mã số 19 là cái dây chụp dạng nó co giãn nữa. Đây, này. Giãn nha mọi người, dây này giãn dây bịch này được có hai bịch hai dây thôi. Đó. Đầu man ấy cũng rất là xịn luôn nè. Đó. Rồi giá một bịch này sẽ là 40k rồi, 40k một bịch này, mã số 19. Tiếp theo qua đây, đây mã số 20. Mã số 20 thì nó sẽ có một bịch thẻo này, kéo về cho anh em sang hàng lượng nữa. Đây dây này là dây carbon nha mọi người, dây carbon. Đó. Dây này cũng vậy, lưỡi dây này cũng vậy, sẽ là dây carbon. Đó. Giữ tấm sẵn đây thì nó để ngoài bịch chặn nè, qua lưỡi nhỏ hình nữa. Đây, đây dạng câu dạng chữ T nè. Đó. Giá một bịch này sẽ là 25k người, 25k một bịch. Mã số 20. Tiếp theo mã 21. 21 sẽ là nguyên một sóc lưỡi luôn, lưỡi long. À, lưỡi này săn hàng. Thì lưỡi long này sử dây xây xây số 9 người. À, khá là bự. À. Thì ở Nhật họ bán sẽ là 935 yên, gần 200.000 từ Việt Nam một bịch này nhé. Dây của nó là dây 100% carbon luôn người. Đó. Lưỡi long. Một bịch 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 bịch nha mọi người. Thì nó có size số 9 nè, lưỡi là lưỡi size số 9 nè. Đó. À, size số 8 và size số 7 nha. Rồi giá là 35k một bịch nha mọi người, 35k một bịch này. Mã số 21. Tiếp theo mã số 22. 22 vẫn vậy, lưỡi dạng chiên săn hàng. À, dây là dây carbon. Đó. Thì mấy cái này nó có mani cho nha mọi người. Dạng mani xịn luôn á, chứ không phải là mani bình thường. Đây. Mani bự luôn á. Đây. Đó. Rất là bự nha mọi người, mani dạng mani xịn mani bự nhá. Rồi giá 35k một bịch này. Này bỏ một bên. Tiếp theo mã số 22. 22 vẫn vậy, nó vẫn có mani ấy luôn. Đó, mani ấy dạng mani ấy cũng xịn nè. Và lưỡi nó sẽ có ánh kim thế này, nó dán nha mọi người. Đây. Lưỡi nó cũng vậy, có ánh kim. Lưỡi này siêu bén luôn nha. Rồi, giá nó sẽ là 30k nha người, 30k một bịch này. Lưỡi lưỡi sẽ số 10. Đây. Giá 30k một bịch này nhé. Mã số 22. Mã số 23. 23 vẫn vậy, nhưng mà nó sẽ có mấy cái đốm lông ở ngoài đây nè, đó, cho nhảy cá hơn nè. Đó.
Rồi, giá là 35k này, 35k một bịch này, mã số 23. Mấy cái này dạng về sân hàng nên họ để money tương đối bự cho mọi người nè. Đó. Tiếp theo mã 24. 24 lên mọi người là một lử cũng dạng sân hàng. Đó. Đây. Lử xe số 5, lử long nha mọi người. Đó. Có money luôn, money xịn luôn. Đó. Rồi, giá sẽ là 30k một bịch nhé. Đây. Lửng cũng khá đẹp nè. Thì anh em cần thì báo mình chụp hình cận cảnh đi nhé. Sẽ xuống 5. Khá bự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 lửng nha mọi người. Chụp nó thế này đây. Đó. Vậy cho anh em câu biển nhé. Rồi, có quay bịch xây số 3. Nhỏ 1 tí. Nhỏ số 5 tí. Rồi, giá công khai vẫn là 35k nha, 35k một bịch này. Tiếp theo mã số 25. 25 vẫn quậy, vẫn là dạng lưỡi lông. Đó. Thẻ carbon. Mình lý cho nó để đâu ta? Mình lý nó để trong góc. Mình lý nó để trong đây nha mọi người. Đó, mình đi xịn nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Cái này có 5 lưỡi nha mọi người. Đó, dạng lưỡi lông. Rồi, giá vẫn vậy nha mọi người, giá là 35k một bịch nhé. Hai bịch này. Này cũng vậy. Đó, đó này hình con mực nè. Mà ní nó đây. Mà ní này siêu xịn luôn, siêu chắc luôn. Đó. Rồi, giá cũng là 35k một bịch nhé. Mã số 25. Tiếp theo mã số 26. 26 thì lửng nó sẽ nhỏ một tí nè, đó. Mà nó vẫn có miếng dán miếng phản quang nè, giúp nhạy cá hơn. 6, cái này là xây số 6 và money nó cũng rất là bự luôn nha mọi người. Đây, để nó tốt vào đây. Đó, rất là bự luôn. Rồi, giá cũng vậy, giá sẽ là 30k này. À, 30k nó có xây số 7 nè. 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 một bịch xe số 7 và 6 bịch xe số 6 nha mọi người. Lửng đây. Mấy cái lửng này siêu bén rồi. Rồi, giá là 30k nha, 30k một bịch này. Tiếp theo qua đây, mã số 27. 27 thì nó sẽ là lửng dạng sô le thế này đây, một cái có lông và một cái không có lông này. Đó. Một cái có đuôi, một cái không có đuôi. Đó. Mà ní vẫn có màn ní cho mọi người luôn. Đó. Thẻo nó ra thế này. Thì một bịch này giá công khai sẽ là 25k ngày. 25k. Mã số 27. Tiếp theo mã số 28. 28 đây. Xe lửng nó thế này đây. Đó. Đây. Thẻo lửng nó sẽ ra là ra thế này. Đó. Có hai cái màn ní cho mọi người luôn. Một bịch. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Có 12 bịch thôi nha mọi người. Và đầu lửng nó sẽ đổ miếng sứ nè. Đó. Giữ mấy cái lông lại chắc là chắc luôn rồi. Rồi, giá sẽ là 30k nha mọi người. 30k một bịch này. Đó, mã số 28. Thì mấy cái này thì anh em cần thì bảo mình chụp hình cận cảnh này nha. Trên đây sẽ là lửng nhỏ một tí. Tiếp theo mã số 29. Tiếp theo mã số 29 thôi. Đây, 29 vẫn là dạng lưỡi long nha. Đưa tay vào đây. Màn ý. Giá vẫn vậy nha mọi người. Giá lưỡi số 29, giá là 25k nha mọi người. 25k một bịch này. Tiếp theo mã số 30. 30 vẫn là dạng lưỡi long. Đó. Đây, nó có xe số 4 nè. Đó. Xe số 6 nè, lưỡi bự hơn tí nè. Rồi, giá vẫn vậy mọi người, giá là 25k. Thì anh em mua một bịch 25k shop quán ship nha. Giá ship bên shop sẽ là 30k một đơn nha mọi người. Cứ mua một bịch quán ship, hai bịch quán ship đó. Không yêu cầu anh em cứ 5 đơn, 10 đơn gì hết. Cứ một bịch quán ship nha. Đây, hình ở đây. Thì lưỡi này từ Nhật về nha mọi người. Đó.
Rồi giá công khai cũng vậy, 25k rồi, 25k một bịch. Tiếp theo qua loại này, loại này là lữ số mã số 31 nha, nó làm giống con tôm này đó. Mấy lữ này thì siêu bén này đó, sẽ số 6 đây, sẽ số 6 và một sẽ số 7 nha, đây sẽ số 7 đây. Dây này đa phần là dây carbon hết các mọi người, thẻo nó ra thế này đó cho anh em câu câu biển nhé. Rồi giá vẫn vậy mọi người, giá mã số 31, giá là 25k một bịch nhé. Mã 32 vẫn là lưỡng long, lưỡng xe số 9, giá vẫn vậy mọi người, giá 25k một bịch nhé. Cái này mã số 32 là full xe số 9 luôn đó. Nói chung là lô này thì shop sẽ gom của mấy dạng ngư dân bên Nhật đó, họ thanh lý gom về hết. Tiếp theo mã số 33 thì họ làm giống con tôm nè, nó bán là 400.000 Việt Nam mọi người. Đây cái này lửng sẽ nhỏ một tí đó. Rồi giá cũng vậy mọi người, giá 25k người, 25k một bịch. Đây ra thẻo nó ra là thế này đó. Dạng giống như con tôm nè, rất là nhạy cá nhé. Mã số 33. Tiếp theo là sẽ là 34. Đây 34 đó. Số 5 là 6 là 7 8 và 10 đó. Có 1 2 3, có 5 xe những người. Đây, số 5 sẽ nhỏ nè, số 6 lớn hơn tí, số 7 lớn hơn tí, số 8 và số 10 à, số 10 dẫn lớn nhau người sân hàng đó. Rồi giá cũng vậy người, giá cũng là 25k một bịch nhé. Mã số 34. Tiếp theo mã số 35. 35 thì cái này làm khá đẹp nè, có anh kim nè đó, xe số 6 và số 7 nhau người. Đây để cái tay vào. Rồi giá cũng vậy mọi người, giá 25k một bịch, mã số 35. Tiếp theo mã 36. 36 là lưỡi long đó. Chứng này lên là anh em toàn bộ lưỡi long nhé, về cho anh em câu cả miếng cá biển đó. Rồi giá cũng vậy mọi người, giá vẫn là 25k, mã số 36. 37 thì loại này nó có cái trâu thế này đó. Đây, có cái trâu chặn ở trên trên đây đó. Rồi giá cũng vậy mọi người, giá cũng là 25k nha, 25k một bịch. Cái này nó làm giống con tôm nè đó. Tiếp theo mã số 38. 38 thì có hai bịch thôi, xe số 6 và xe số 9 lớn. Đây 100% carbon nha mọi người, sugar. Đây xe lớn nó thế này đó. Rồi giá vẫn là 25k nhé. Tiếp theo mã số 39 thì 39 đều có mấy cái bịch lửa bự nè, đây lửa lông thế này đó. Lửa này sẽ nhiều hơn cái kia một tí. Rồi giá sẽ là 35k nha người, một bịch nè, hai bịch nè, ba bịch nè, bốn bịch nè. 35k đó. Đây 6 bịch, 7 bịch, được 7 bịch nha, được 6 bịch nha, 1 2 3 4 5 6, 6 bịch nha mọi người. Rồi giá sẽ là 35k một bịch nhé. Đây khá đẹp cho mọi người, lưỡi long. Cái một bịch này thì nó bằng hai dĩ này nha mọi người, đó sẽ bằng hai dĩ này, nhưng mà giá 35k thì ngợi hơn tí nhé. Đó, cho anh em công. Mã 39. Tiếp theo mã số 40 4142. 40 sẽ là loại này. Loại này thì mình ship nó lộn xộn nha mọi người. Đó. Nó chung phơm lử nhau thì mình gom nó vô luôn. Đây. Thì anh em cần thì chụp hình màn hình lại nha, cứ báo mình. Mã số 40 nè, đó loại này. Đó. Dạng lưỡng dạ quang thế này, chéo chéo thế này đây à. Hôm nay sẽ làm lưỡng này,
Giá vẫn vậy nha mọi người, giá lô này vẫn là 25k thôi nha mọi người. Đó. Đây, số 10. Đó. Để tốc nè, đó. Giá 25k một bịch. Mã số 40. Tiếp theo 41. 41 cái dạng cũng lưỡi lông. Đó. Lưỡi này nhỏ rồi. Đó. Giá vẫn là 25k nha mọi người, 25k mã số 41. Tiếp theo 42. 42 vẫn vậy thôi. 2. Đó. Thì là bự hơn tí. Đó, lượng số 10. Giá vẫn là 25k. Tiếp theo lên đây. Đây là lượng nhỏ nha mọi người. Lên đây là lượng nhỏ. Mã số 43. Đó. Đây. Hình tôm nè. Giá cũng vậy nha mọi người, giá 25k nhé. Anh em cần thì báo chụp hình, mình chụp hình cận cảnh đây nha mọi người. Đó, quay gì thì nó thiệt thì cũng khó thấy lắm. Đó. Đây, mấy cái lưỡi này họ làm rất là đẹp ha. Giá vẫn là 25k. Mã số 44. Vẫn vậy nha mọi người. Đó, giá vẫn là 25k luôn nhé. Mấy lần này làm khá ok nè. Đó, 25k mã 44. 45. Vẫn vậy nha mọi người, 25k. 46. 46 thì họ làm cái đuôi này rất là đẹp ha. Rồi, giá cũng là 25k nha mọi người. Đó, mà lấy xịn vàng vàng, lưỡng nó sẽ là lưỡng dẹp thế này, đó. Bên đây sẽ, đó. Rồi, giá là 25k, 47, 47 này thì lưỡng nhỏ nữa, đây, đó. Rồi, giá cũng là 25k, 48. Lưỡi nhỏ, lưỡi lông nhé, giá cũng là 25k, 49, 49 thì nó sẽ là lưỡi kép nha mọi người, lưỡi kép lưỡi đôi nè, đó, lưỡi dạng lưỡi có lông nhé, chứ không giống như mã dưới đây nó sẽ không có lông đâu, đây, mã dưới đây nó sẽ không có lông, mã dưới đây nó có lông, rồi, giá là 30k nha mọi người, 30k một túi này, rồi mã 49 hai bịch, rồi. Đó tổng cộng những túi lưỡng lên cho người hôm nay. Thì mọi người cần thì báo mình đi, chụp hình cận cảnh đây nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.